chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Thưa các bạn, hôm nay mình đang giới thiệu với chúng ta về cách chà nhám và sơn gỗ bạn nhé. Đây là những cái bộ gỗ đã chúng ta đã được hoàn thành. Bây giờ sẽ đến công đoạn cuối cùng, đó là công đoạn chúng ta sơn chà nhám và sơn để tạo ra những thứ màu gỗ. Đây, màu gỗ rất là đẹp. Những người thợ này đang rất là cẩn thận tỉ mỉ để giúp chúng ta có thể chà nhám một cách rất là cẩn thận. Trong quá trình chà nhám thì chúng ta cũng nên chà thật kỹ sạch thì những màu sơn chúng ta sẽ nhám là đẹp hơn. Cảm nhận khá là lạnh các bạn nhé, nhiệt độ bây giờ hiện tại bây giờ là 12 độ C. Vâng,